Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay là ngày khuyến mại cuối cùng của combo đồng hồ thông minh và tai nghe anh em nhé. Hiện tại anh em chỉ phải mua hai món trên với giá là 317k là anh em được tặng một sạc nhanh iPhone 20W. Đấy, lốt ngày hôm nay là ngày 28, sang ngày 29 thì giá sẽ trở về mức giá là 344k anh em nhé. Và lốt ngày hôm nay tôi cũng sẽ không bán cái sản phẩm này nữa, mà tôi sẽ chuyển sang cái sản phẩm khác. Đấy, nên là anh em nào mà đang còn phân vân thì anh em chốt sớm đi nhá. Không là hết khuyến mại đấy, ngày mai không còn nữa đâu. Đấy, và tôi cũng bật mí trước về cái sản phẩm ngày mai cho các anh em. Đấy là ngày mai tôi sẽ bán chậu hoa anh em nhá. À, tôi đảm bảo anh em luôn là chậu hoa nó sẽ có một cái giá cực kỳ ưu đãi và rẻ nhất thị trường, để cho các anh em mua về các anh em trồng cây, trồng hoa, chơi Tết. Tôi xin được thông báo trước để các anh em chuẩn bị. Chắc là bán trong vòng 1-2 ngày thôi, vì đợt này cũng có khá nhiều các cái cửa hàng, khá nhiều các cái nhà phân phối là đang hợp tác với kênh để bán hàng. Có rất nhiều mặt hàng đang chờ được bán. Đấy, thì tôi cũng xin thông báo một chút đến các anh em mà bán hàng. Thì hiện tại kênh nó cũng có một vài nguyên tắc bán hàng. Đó là sẽ không bán những cái mặt hàng mà nó trùng lặp. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là nếu mà hai nhà bán hàng ấy mà cùng bán một cái loại sản phẩm, thì tôi sẽ chọn cái nhà bán hàng nào có cái mức ưu đãi tốt hơn dành cho anh em viewer ở trong cái mã giảm giá. Hoặc có thể là cùng ngành hàng, ví dụ như là cùng ngành hàng nhưng mà khác hãng, khác loại, thì tôi cũng sẽ chọn cái loại tốt hơn để tôi bán nha anh em nhé. Hoặc là có thể là cái người bán hàng đó, người ta tìm đến trước và tôi đã coi như là đồng ý tôi bán cái sản phẩm đó của cái người đó ở trên kênh của tôi rồi, thì những cái sản phẩm khác mà cùng loại mà đến sau ấy thì sẽ phải là cân nhắc. Có thể là vẫn sẽ quảng cáo ở trên kênh nhưng cái thời gian nó sẽ cách ra, nó sẽ cách ra khoảng 1 tháng khi mà tôi bán hết cái sản phẩm của bên cái cửa hàng này. Bởi vì nếu mà bán cùng một cái loại sản phẩm ấy thì nó sẽ rất là cạnh tranh nhau. Đấy, cùng quảng cáo mà, đúng không? Nên là nó cũng sẽ có cái quy tắc ở kênh. Đấy là cái sản phẩm mà cùng loại thì nó sẽ không bán trùng nha anh em nhé. Đấy chứ là lý do tại làm sao mà có nhiều anh em gửi thư cho tôi nhưng mà tôi trả lời khá là muộn. Bởi vì nó có một cái thời gian để cân nhắc anh em ạ, để xem xét nữa. Tôi lấy ví dụ nhá. Bây giờ hiện tại ở trên kênh ý là có rất nhiều những cái cửa hàng bán quần áo là hợp tác, cửa hàng bán quần áo nam. Đấy, quần áo bán ở trên kênh là rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng chưa có chốt cái cửa hàng nào cả. Hay là cửa hàng bán ba con sói. Phải đến 3-4 cái thương hiệu ba con sói liên hệ. Ảo Makala, sự tôi không nghĩ là nó có nhiều như thế. Hay là như là cửa hàng bán giày, cũng 1-2 cửa hàng gì đấy rồi. Đấy, những cái ngành hàng đấy nó khá là nhiều cửa hàng bán, nên là cũng chưa thể bán được sớm. Phải dành cái thời gian để trải nghiệm đã anh em ạ. Tôi đã đặt về rồi, và một thời gian nữa tôi khi mà cái đồ nó về ấy, tôi biết được là cái cửa hàng nào bán được cái đồ chất lượng và giá ok. Đấy, giá hợp lý so với cái chất lượng của cái đồ đấy, thì có thể là tôi sẽ chốt cái cửa hàng nha anh em nhé. Đấy, và một cái nữa là những cái ngành hàng, anh em sẽ thấy là những cái ngành hàng, ví dụ như là ngày mai ấy, tôi bán là cái chậu cảnh. Thực ra là có mỗi một mình ông ấy bán chậu cảnh thôi, thì thôi thì bán luôn thôi chứ còn cũng không phải cân nhắc nhiều. Hay đợt trước là có cái sản phẩm whey protein thì dùng hàng ngày thôi, mua của ông anh thì bây giờ trải nghiệm chán chê rồi, bán nó yên tâm luôn rồi. Mà quan trọng là mình biết cái giá của nó thực sự. Cái giá thực sự của cái whey protein đợt trước tôi bán ấy, nó là 350 một cân, 1 kg một gói ấy. Nhưng mà có cái đợt là giảm được xuống là 270, là thực sự là giảm luôn. Và cái đợt đấy bán, trời ơi nhanh lắm anh em ạ, 60 gói bán trong vòng 3 ngày hết. Hết 60 gói, 62 gói đấy, chính xác là 62 gói. Tôi có hai cái gói tôi được tặng là tôi bán luôn. Thế là coi như là đợt đấy bán đúng 3 ngày là xong 60 gói, cực kỳ nhanh. Về căn bản là thực ra là những cái người mà mua protein ấy thường là dân chuyên rồi. Mà mấy anh em mà chuyên tập thể hình mà sử dụng protein thì anh em biết thừa giá rồi. Đấy, giá rẻ hơn được 80k thì mua luôn thôi. Rất là đơn giản, nhanh gọn nhẹ. Rồi xin được chia sẻ với anh em một chút thế thôi. Đấy, ngày mai sẽ có cái sản phẩm mới anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chơi con game ngày hôm nay. Hôm nay là lẽ ra ấy là có cái bản update mới đấy, nhưng mà không hiểu sao The Rodo nó lại lùi lại. Có thể là nó có một cái vài cái xung đột hay là một vài cái lỗi mà họ chưa có sửa được. Họ lùi cái thời gian update lại để chỉnh sửa những cái lỗi.
ở cái server test bây giờ ít người chơi lắm, nên là ít phát hiện ra lỗi khi mà có update ở trong cái server test đấy. Chứ còn ngày trước ấy, nhiều người chơi server test lắm, nên là thậm chí nhá, nó còn có một cái giải ở trong cái server test ấy. Khi mà update là nó còn có giải ở trong server test luôn, để cho các anh em vào test, các anh em chơi đấu giải luôn ở trong cái server test. Đấy thì có cái lỗi nào là sửa được luôn trước khi update mới ở cái bản chính thức, nhưng mà bây giờ thì không có giải nữa. Mà không có giải thì ít người chơi thôi, ít người chơi thì ít phát hiện ra lỗi. Đấy chính là lý do tại làm sao mà tự nhiên nó phát hiện ra lỗi cái là nó phải lùi lại. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chỉ 1-2 ngày thôi. Tôi thấy là cái auto chat này, này họ làm nó cũng khá là nhanh. Ui từ từ nha, Water Spirit 2 sao à? Nếu mà Water Spirit 2 sao ấy thì có thể là chúng ta sẽ chơi cái bộ đang khá là hot ở trong cái meta hiện tại. Một trong những cái line up mà có thể đánh coi như là cân với cả beat luôn. Đấy chính là God Water Spirit. God Water Spirit người nước. Ngày trước thì có bộ God đỏ kết hợp với người nước, nhưng mà bây giờ thì người nước bây giờ kết hợp với cả đá. Đấy mà trận này tôi để ý rồi, đầu game là đã thấy là có con đá Spirit và con Light Spirit rồi. Quá tuyệt vời để chúng ta đánh 6 đá đúng không? 6 đá kết hợp với cả God bây giờ là ok luôn nhá. Không phải như ngày trước đâu. Quá tuyệt vời. Trận này thì không có chuôi là tiền nó cũng hơi thọt anh em ạ. Tiền hơi bị thọt tí. Round sau mà có God thì chúng ta sẽ bỏ con Tukka ra. Mà round này tôi muốn nó bán bớt đi để chúng ta có 10 tiền. Round sau có thể là chúng ta sẽ kẹp, nếu mà không ra được cái con God ấy thì nó sẽ là 3 assassin đánh ở level 7. Còn ra God thì sẽ cho God vào. Đồ này bây giờ kẹp 3 xin cũng ok đấy. Có cái búa xét đánh nhanh rồi. Sau này có đánh nhanh thì cũng sẽ có cái cơ hội mà đánh crit thôi. Có những cái cú bạo kích. 3 con assassin vòng sau được. Hình như là tôi cũng sắp có chuỗi rồi thì phải. Một round nữa thằng đã có chuỗi rồi. Hai đỏ nữa này. Đùa không ngon. Giáp phản à? Được đấy. Từ từ đã, phải mua cái con này. Swordman. Thế bán bớt đi vậy. Cho nó tròn tiền anh em ạ. Bán bớt đi. Ra này mà thắng thì bán một con. Còn nếu mà thua thì sẽ bán thêm một con nữa. Thua sẽ bán con The Saw anh em nhé. Ua, thằng có chuỗi luôn hả? Hay quá. Ấy à, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ui rồi tuyệt vời. Nó bớ vào đúng con người nước của tôi anh em ạ. Hay quá nhờ. Quả vừa rồi người nước lướt được phát được đấy. Ra cả Doom luôn này. Thế là chơi con đường là 6 Warrior rồi. Thiếu à? Thiếu một con War. Đầu game mà cho gì chơi đấy thôi anh em ạ. Cho Warrior chơi Warrior. Xong rồi chúng ta lái dần sang cái bộ kia. Bây giờ thiếu một con Warrior nữa, có 6 Warrior rồi. Bây giờ mà ra lại nó tức ca nhỉ. Vừa có beat luôn. 2 beat 2 đỏ kẹp với cả 2 đá kẹp với một demon cũng ngon. Ui thằng này to đấy. Chơi nổi không? Ui thằng này kẹp được cả God vào rồi này.
Được, 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 vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Ơ, được. Nó có gót, nó lướt. Vẫn ăn được. Hay quá. Up 7 mà lại, chẳng nhẽ lại thua đúng không? Grim. Để xem đối thủ chơi gì đã. Trông thằng nào cũng pick cái con người nước vào ấy nhở. Anh em như này, vãi. Trông có vẻ như là họ cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta. Dã man. Chơi giống nhau thế. Ảo ma thật. Có bao nhiêu người là nó sẽ là God người nước. Và sẽ có bao nhiêu người nó sẽ là assassin. Trông có một thằng là nó đã có cái con người nước 2 sao và một cái con God ở War 2 sao kẹp với cả God rồi. Thằng này thì khả năng là nó sẽ là assassin này. Mua khá là nhiều assassin. Còn có một cái thằng nó khả năng nó sẽ là giống tôi đấy anh em ạ. Nhìn giống lắm. Đây rồi. Ủ bộ này. 6 warrior cái đã. Yeah. Thôi bán cái này đi. Ốc à? Ốc. Ốc cũng phải mua. Con ốc này nó sẽ chuẩn bị cho một cái tương lai. Sau khi đã ngắm nghía kỹ các cái đối thủ thì cái con ốc này nó sẽ có giá trị trong tương lai anh em ạ. Chúng ta chuẩn bị trước anh em nhé. Chuẩn bị ngay từ round 13. Tương lai sẽ phải sử dụng đấy. Ok. Còn tương lai sẽ là như nào thì hồi sau sẽ rõ anh em nhé. Tôi được cái tôi không hay tiết lộ trước. Chỉ biết là bây giờ là cứ mua sẵn cái con ốc ở đây thôi. Thằng này trông cũng có vẻ nó là God anh em ạ. Có vẻ như là rất nhiều người chơi God. Mày quá vẫn chưa mất chuỗi. Rồi thằng này nó cũng xả tiền hết tiền để nó cắt chuỗi tôi đấy. Nhưng mà nó không cắt được. Chỗ này có thể lấy sách này. Ok. Cho Human vào một round tiết kiệm được quyển sách cả đã. Tí nữa cũng chơi luôn cái con Kunka thay vì con sói luôn. Cái con sói thôi. Kết hợp với cả bộ God luôn. Round sau là up 8 là chúng ta kẹp thêm cái con God vào là được rồi. Ok, được đấy, đồ được rồi. Giờ up 8 thôi. Phải dư chỗ này anh em ạ. Chúng ta chuyển dần sang nha anh em nhá. Bây giờ mua cái con mết xong rồi chuyển dần sang đó. Mà chưa con Thunder nhỉ. Một con quan trọng ấy. Thunder Spirit là một con rất là quan trọng trong cái bộ này. Kẹp thêm hai God rồi, lướt được nhiều hơn. Khỏe luôn anh em ạ. Gây được 5k đam ấy. Ốc 2. Ốc 2 luôn à. Càng tốt. Tiết kiệm được cái slot thôi. Ok nhưng mà cái con này thì chắc phải late game chúng ta mới sử dụng cơ. Nhưng mà tôi cứ để sẵn ở đây. Chúng ta tí nữa chúng ta đỡ phải roll để tìm.
Thằng đang có chuỗi là thằng đang có mới chỉ có 3 assassin thôi. Câu gấu vẫn đang có muốn câu gấu. Vậy là trận này có rất nhiều thằng là chơi assassin. Tại sao? Tại sao họ lại chơi nhiều assassin thế nhỉ? Hay là meta đã chuyển dần sang là assassin rồi? Bởi vì là ở truyền thuyết có hai con tướng Lâm Đô. Chính xác. Hai con tướng Lâm Đô ở trong cái bộ truyền thuyết là người ta nghĩ đến là cái bộ 9 assassin. Ok. Cái bộ đá ấy, chúng ta cũng có hai con tướng Lâm Đô trong truyền thuyết. Tức là cái bộ đá này cũng mạnh luôn đấy. Assassin cũng mạnh, đá cũng mạnh. Chưa cái bộ nào mà ok hơn. Chơi đá ngon hơn đấy nhỉ. Chơi đá này ra được con Light Spirit là có thể, nếu mà assassin nó không đề phòng ấy, nó không lấy được cái đồng xu ấy, thì chúng ta chuyển sang cái bộ trộm chó nó dễ hơn, nó ăn được cái bọn assassin anh em ạ. Rất nhiều thằng lấy cái con Water. Bởi vì tranh bài nhiều này tôi sẽ không hyper roll ở level 8 đâu. Kệ thôi. Tôi sẽ dí cấp lên thôi anh em ạ. Scottman lâu ra nhỉ. Scottman mà lên được 2 sao thì ấm luôn đấy. 6 Warrior kết hợp với cả 4 God đánh ở level 9. Quá ok luôn. Lúc đấy chắc là cánh đến round 25. Bây giờ chỉ cần ra được cái con Thunder Spirit là chúng ta có 4 Spirit kết hợp với cả 3 mét đánh ở level 8 là đủ. 4 God 3 mét kết hợp với cả 4 Spirit. Thằng này chắc là vẫn ăn được thôi. Kẹp thêm con Doom và đánh uy tín thật. Giữ chuôi đến tận round thứ 20 luôn. Quá ok. Mua con này đi. Chưa ra con Grand Herald nhỉ anh em nhỉ. Mãi chưa ra. Có Grand Herald thì mới kích hoạt được cái bộ 4 God. Bây giờ đợi mỗi con Grand Herald ra thôi là đủ rồi. Vứt một con Warrior lên 9 là chúng ta kẹp được 6 Warrior kẹp với cả 4 God kẹp với con Water Spirit làm co ấy. Trận này đúng là có thằng chơi giống tôi anh em ạ, chơi đá giống tôi. Rất giống luôn. Thằng top 2 ấy, nó cũng đang có chuỗi kìa. Ok. Đổi cái Blink cái đã. Chưa thấy cái Blink đâu. Chuyện này có thằng nào chơi trộm chó không nhỉ? Nghi vấn là trộm chó đây. Cái thằng top 2 thằng Hàn Quốc có vẻ như là nghi vấn là trộm chó. Thôi cứ lấy đi. Đừng ngại. Nhìn thấy cái dấu hiệu con heo và trận đấu này ở trong truyền thuyết ấy của con Light Spirit, khả năng là chuyển về trộm chó để cướp bài nó là cao. Nên là cứ tốt nhất là cứ đánh cẩn thận anh em ạ. Tí nữa mà lên coi như là roll mãi mới lên được cái con Water Spirit lên được 3 sao xong rồi nó mà trộm cho một phát. Nó đẩy cho thì thôi, úi rồi luôn. Bao nhiêu công sức là xuống sông xuống bể. Ơ thằng này bị ao à? Đánh đêm toàn gặp mấy thằng ao ấy nhở.
Ok. Ao tốt thôi, kéo dài chuỗi thêm một chút. Doom 2 luôn này. Quá tuyệt vời. Ui rồi, đồ ngon đấy nhở. Được đấy. Đây rồi. Hay quá. Thôi thế thì bỏ Warrior thôi. Ok. Đấy, chơi 3 Warrior thôi. Giờ mà có Thunder nữa thì ngon. Thunder là kẹp được 3m. 3m 4 đá. Hay quá nhở. Hai round liên tiếp gặp hai cái thằng bị out. Cơ hội để tích cái trượng này. Ok, 6 stack rồi. Ui, ra cả Sailing ạ. Không chơi Assassin nhưng mà ra Assassin trước cả cái bọn chơi Assassin. Vẫn chưa thấy Thunder ở đâu nhỉ. Đổi một cái đồ cam đi. Có cần phải cái món đồ này. Thực ra cũng đang hơi phân vân việc là có vứt cái bùa không anh em ạ. Sợ cái thằng kia trộm chó ấy. Vẫn đang hơi ngán một tí. Cái bộ trộm chó không có bùa thì hơi toang. Roll. Roll tiếp, từ từ đã, roll một vài phát đã. Chưa ra Thunder. Vẫn phải roll. Già này. Già sắp lên được 2 rồi, vẫn chưa ra Thunder đâu. Ảo thật đấy. Trên này con dơ so nó cũng ra rất ít anh em ạ. Tôi mới mua được đúng một con nhá. Từ đầu game giờ mua được một con. Thôi đúng rồi anh em ơi. Vãi thì mất chuối cho thằng này rồi. Mất chuối cho thằng này rồi. Đây nha, đúng đi, đúng đi, đúng đi, đúng đi. Đúng rồi, ui, chưa mất chuối cơ. Ơ, được quá nhờ. Được quá nhờ. Vẫn giữ được luôn anh em ạ. Thề. Giá 2 này, what the spirit, mua thôi. Bây giờ mới có 4 con. Như này đi. Như này nữa. Chắc không toàn quái đâu nhỉ. Ui, đánh đau thế. Vớ vẩn tông quái thật đây. Úi chưa. Úi chưa. Được, được, được. Nhưng mà mất stack. Chán thật. Mất 20 stack rồi. Lên 10 luôn. Cầu vực thẳm. Cầu vực thẳm hả? Kiểu gì cũng phải lấy cái này anh em ạ. Tạm thời cái con già này nó sẽ đóng vai trò là con co. Giờ đổi đồ cam thôi.
Ok. Úi rồi, hộp sợ đẫm máu à. Chỉ lấy được cái này thôi anh em ạ. Thôi, lấy luôn. Water Spirit bây giờ mình có 2 sao, rồi tạm thời chơi con già con to anh em nhé. Tí nữa mà lên được 3 sao tôi lại dồn đồ cho nó. Già nó uy tín hơn. Quẹt rất đau luôn nhá. Đấy, gặp beat là ăn được luôn này. Quẹt đau thật sự. Sắp đi nhỏ. Thunder luôn. Hay quá. Sắp được 6 đá rồi. Rao này lổ một lúc 3 con human luôn. Nhưng mà hết slot để mua. Chả còn chỗ nào nhét vào nữa. Mà tôi nghĩ là cái bộ này chả cần phải lên 11, 12 làm gì cả. Đánh nó hơi rắc rối. Thà cứ giữ cái chuỗi này có tiền roll hơn. Kiểu cái tầm đến rao 27 này mà vẫn còn có chuỗi thì là áp đảo đối thủ quá rồi anh em ạ. Này không thua được đâu. Mà tôi đã chuẩn bị counter cái thằng mà thằng God kia từ tận ra 13 rồi. Yên tâm. Mấy thằng assassin bây giờ không ra xe linh thì cũng sớm thua rồi. Ra tung trưởng 2 phát là chết hết. Ơ kìa. Đừng bỏ thua này nhá. Còn có tí máu nữa. Thua kiểu gì? Thua kiểu gì? Quá tuyệt vời. Rồi, luôn tiếp thôi. Thằng kia sao nó cứ sang đây là soi tôi ấy nhỉ? Nhắm có ăn nổi không mà soi? Lại Doom, nhưng mà thôi. Người nước này. Từ từ đã, hết slot rồi anh em ạ. Ra ngoài tôi chưa muốn khô máu. Chưa muốn khô máu tẹo nào. Bình tĩnh, bán bớt đi đã. Mấy con phụ thì chúng ta ký hệ cũng được, không cần phải 2 sao đâu. Đây, con này bán đi. Mua con người nước. Chủ yếu con người nước là lên 3 thôi. Ra xe linh rồi à. Đang phết nhỉ. Ây à. Ui, rào rồi. Nhưng mà chưa chắc đã thua nhá. Doom còn sống là vẫn có cơ hội ăn đấy. Đấy, cứ Doom trúng vào người thôi là ăn rồi. Rồi, roll nhanh cái tay lên tí nhá. Sau này phải roll nhanh. Ok. Nhanh cái tay lên tí nào. 25 giây nữa thôi. Đây rồi, ok. Vẫn thừa. Bán bớt đi. Rồi. Mấy con kia chỉ để kích hệ thôi anh em ạ, không cần thiết lắm. Con nào không cần thì bán bớt đi. Water Spirit còn 3 con nữa thôi, cố lên nào. Đây này, gặp cái thằng God đá này. Ra Light Spirit rồi, gậy xanh luôn. Gậy xanh cho Light Spirit. Ác phết nhỉ. Con Doom này mà nó Doom vào con Light Spirit ấy, thì nó vẫn có cái nội tại của nó anh em ạ. Nó không khóa nội tại. Cái kiểu skill bị động mà nó vẫn tung được trưởng đấy anh em. Con Light Spirit mà nó bị Doom ấy, nó vẫn có thể tung được trưởng nếu mà có bồi thêm một cái khống chế kiểu của Storm Shaman hoặc là của con Tsunami ấy, là nó vẫn hoạt động nha anh em nhá. Cái skill của con Doom ấy nó chỉ cấm bắn trưởng từ những cái skill chủ động. Đấy. Bị động thì thoải mái. Bị động như kiểu Tabu Witcher ấy. Tabu Witcher thì có hai cái, một cái chủ động, một cái bị động. Cái Burn Mana là cái chủ động. À cái Burn Mana là cái bị động, sorry anh em. Còn cái tung trưởng là cái chủ động của nó. Doom thì vẫn không tung một trưởng nhá. Chỉ có Burn Mana là thôi. Giữ chuồn đã 30 luôn anh em ạ. Dã man thật.
Già lên là hai chả bao giờ mất chuỗi rồi đấy. Chả biết bao giờ luôn. Bắn lại uy tín luôn. Gót thì không cần mấy cái đồ này. Đổi hết ra đồ cam thôi anh em ạ. Lấy cái gì đây? Chỗ này thì có cái bất diệt với cái khiên thiên thể, nó khá là ngon. Nhưng mà tôi sẽ lấy bất diệt trước. Bất diệt này cho cái con già cũng ổn đấy. Trong cái khoảng thời gian bật bất diệt lên thì clear khá khá. Ít ra là cũng không mất quá nhiều máu một round. Cái bất diệt là nó là một trong những cái món đồ gọi là đa dạng, chơi được rất là nhiều đội hình ở trong cái con game này. Bất diệt đấy khi mà thêm vào thì sẽ giúp cho chúng ta giữ máu rất là nhiều luôn. Ngoài việc cộng máu nhiều từ cái món bất diệt ra thì nó có khả năng bất tử. Trong khoảng thời gian bất tử nó sẽ giải hết các hiệu ứng. Rất là ngon đấy. Ok. Solo cái thằng Hàn Quốc lấy game rồi, nhìn là biết. Mà đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi anh em ạ. Cần một phát là cho vào luôn. Trước tiên thì nó cứ là 4 cá đã. Xong rồi là lết game mà đối thủ mạnh hơn thì có thể là 6 cá cũng được. Mấy con tung trưởng nó sợ cá lắm anh em ạ. Kiểu gì thì cũng sợ đó. Vậy ở round sau chúng ta sẽ gặp thằng 9 xin. Gặp thằng 9 xin nên là cho con già lên trên nó là hợp lý rồi. Già cứ phải đứng ở cái góc này là an toàn. Đấy, còn nếu mà để thấp quá là Assassin nó bớ vào là không kịp công trưởng đâu. 9 Assassin. May quá, Sailing Assassin với 1 sao vẫn ăn được anh em ạ. Rồi, Doom xong. 6 máu đi rồi đấy. Chưa. Ui giời. Đi luôn. Ơ, sao lại mất 6 máu nhỉ? Tưởng con già chỉ mất 4 máu ấy chứ. Giá 2 sao 4 tiền 2 đô thì mất 4 máu. Cộng với 1 máu còn dơ so 1 đô mà. 1 đô 1 sao thì nó chỉ mất 1 máu ấy nhỉ. Tổng là 5 máu. Thế mà nó tính thành 6 nhỉ. Hơi lạ. Ơ thế là cuối cùng là không ai cắt được chuối à. Sắp hết rồi. Lạ nhỉ. Rồi round này để an toàn thì chúng ta sẽ chuyển cá vào. Kẹp cá vào để đánh với cả cái thằng God. Vô tư. Ơ kìa, tại sao không phải là God? Gặp thằng kẹp 4 cá này. Assassin kẹp 4 cá hả? Thế chịu. Giờ tôi bỏ bài sai lầm quá nhỉ. Ủa ai sai lầm thế. Hỏng rồi. Thằng này cắt chuỗi của tôi ạ. Thằng này lấy được hai cái áo mưa. Dã man. Định tăng 200% khẳng phép à. Cộng dồn ở đâu. Có cộng dồn ở đâu nhỉ. Ảo thật. Dash Spirit này. Ok, từ từ thôi. Không có gì phải vội cả. Cứ bình tĩnh. Còn solo dài với các thằng Hàn Quốc à. Mà round này chắc chắn gặp nó chưa? Chắc chắn rồi còn gì nữa. Round trước chưa gặp thì round này gặp thôi. Còn một con Water Spirit nữa nha. Mà round này không kịp roll anh em ạ. Để round sau. Đang sau cần thì khô máu để kiếm con Water Speed nữa thôi. Con kiếm con cuối cùng. Rồi mình lướt đi. Mình lướt hộ ta cái. Ơ kìa, nó lướt thật kìa. Doom chết rồi.
Hỏng à. Ôi giời ơi, bắn đi đâu ấy. Lại trượt. Thề. Đánh vào còn đóng đá chứ. Hỏng rồi. Nó khỏe rồi, nó có World The Split 3 sao mà. Nó sẽ khỏe hơn con già. Con già toàn kiểu tụ trưởng ngu thôi. Cái lúc tụ trưởng nó lại lướt phát ra đằng sau. Thế là thôi xong, bắn chả trúng phát nào. Một con nữa thôi. Đây rồi. Đập trứng luôn không nhỉ. Vì late game là chúng ta chơi với cái nhà đá nên là tôi sẽ bỏ đá đi thôi anh em nhá. Cũng không chơi mết, không chơi đá nữa mà chúng ta sẽ kẹp cá vào thôi. Biết rõ đối thủ cuối cùng rồi. Bây giờ là counter thôi. Đã chuẩn bị sẵn cá đây rồi. Bây giờ thiếu con gì nữa? Đủ à? Anh em ạ, đủ 6 cá. Vậy là có thể sẽ kết thúc ở round thứ 37. 37 dễ là có thể kết thúc rồi đó. Một round có thể 26 máu thì hơi khó, nhưng mà chúng ta có thể kết thúc trong 2 round. Đối thủ trở tay không thể kịp được. Rồi, từ từ đã, roll 2 sao đã anh em ạ, bình tĩnh. Like luôn à. Ok. Rồi. Dồn đồ cho Water đã. Bỏ này đó. Như này đi. Hai gót rồi cũng được. Cho con Doom cầm ấy. Con Doom cần đấy. Phải có Doom sống sót. Úi rồi lướt phát gần chết luôn ạ. Lướt phát thứ hai đi. Bật BKB cũng chết. Thề. Xong rồi anh em ạ. Ra 37 chắc chắn là kết thúc trận đấu. Chuẩn bị sẵn từ đầu luôn để đánh cái thằng này luôn. Thôi xong rồi đấy. Chuyển phát sang là ok kết thúc. 6 cá đây, lướt thoải mái luôn. Lướt càng mạnh thì càng đi thôi. Cố lên bạn ơi. Đoán đúng ra 37 là hết rồi. Chuẩn phết đấy. Trận này không cần chơi 4 gót luôn. 2 gót kẹp với người nước là vô địch. Bạn có đánh giống sách giáo khoa đấy. Nhưng mà đây là sách giáo khoa lưng cao rồi. Xong rồi. Ui ơi, nổ phát lửa cây luôn ạ. Nổ thêm phát nữa bay màu. Dã man. Một cuốn sách và một cuốn sách lưng cao gặp nhau. Câu chuyện nó sẽ như nào, mời anh em xem cái clip này anh em nhé. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã xem video clip. Nếu anh em thấy hay để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Còn Storm Shaman nó sẽ mạnh nhất ở trong cái bộ này anh em nhé. Gót đỏ chưa là gì so với cái bộ này. Rồi anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu hay nhất của cái tháng vừa qua. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!